đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin 98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Chỉ với một ứng dụng Coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví Multi Chain, hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích, giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi. Hãy tải ứng dụng Coin 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh. Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coi 98. Chúng ta bây giờ hãy nói tới cái thông tin thứ nhì đi. Đó chính là cái thông tin những gì các bạn cần phải quan tâm đến trong tuần tới đây thì trước hết ta chúng ta nhìn vào thị trường chứng khoán đi à, các bạn thấy được là thị trường chứng khoán đang có rất nhiều cái sự lo sợ và không phải chỉ dựa theo những thống kê tham lam và sợ hãi những chỉ số đó rồi các bạn hay là nhìn vào twitter các bạn hãy nhìn vào những cổ phiếu nào mà lập đỉnh mới so với những cổ phiếu nào mà đang ở cái mức là rất là thấp luôn thì các bạn sẽ thấy được là cái sự lo sợ như thế nào chúng ta nhìn vào những công ty lớn đi những cái công ty mà xuống giá nhiều so với cái đỉnh chúng ta có công ty Facebook xuống 75%, Disney âm 48%, FedEx âm 50%, Tesla âm 46%, Nvidia âm 60%, Nike âm 50%, Netflix âm 58% và Amazon âm 46% chúng ta so sánh với những cái cổ phiếu mà đạt đỉnh mới đi chúng ta có thể nhìn thấy được là chúng ta có T-Mobile công ty mà cung cấp dịch vụ điện thoại đó chúng ta có McDonald's như bạn đã biết rồi chúng ta có Northrop Grumman chúng ta có Amelix Farm Pepsi United Health Merck đây là những công ty mà lập đỉnh mới thì chúng ta đang thấy được là có một cái sự khác biệt Chúng ta được là những cái cổ phiếu mà xuống nhiều ra, những cổ phiếu liên quan đến công nghệ Những cổ phiếu mà nhiều người có, cái sự lo ngại thì chúng ta thấy được là cái dòng tiền đó, một phần Thì rút vào thị trường, đương nhiên tại vì vốn hóa đã giảm xuống cả thị trường Nhưng mà ngược lại chúng ta thấy được là cái số tiền còn lại đó thì đã chuyển qua vào những công ty mà có cái độ an toàn cao hơn như là McDonald, T-Mobile thì các bạn đã thấy được đây đó là một cái dẫn chứng cho thấy là những nhà đầu tư đó cái nỗi lo sợ đang rất là cao và cũng giống như là Warren Buffett đã nói đó thì chúng ta nên tham lam khi người khác sợ hãi và sợ hãi khi mà người khác tham lam thì nhìn vào tình hình này các bạn nghĩ là mọi người đang sợ hãi hay là tham lam đây là một trong những điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn như mà nào mà quan tâm đến đầu tư chứng khoán nhưng mà nói tới trong tuần này đây chúng ta có một số thông tin nổi bật nhưng mà tôi nghĩ là có hai thông tin nổi bật nhất chúng ta cần phải quan tâm đến Đầu tiên hết á, là thông tin mà nhiều bạn chắc cũng đang rất quan tâm đó chính là Fed sẽ họp trong tuần này vào ngày thứ tư tại Hoa Kỳ thì à, lúc đó là khi nào? Đó chính là 2 giờ chiều giờ New York nghĩa là 11 giờ trưa giờ Cali ngày thứ tư tại Hoa Kỳ sẽ có thông tin là Fed họp xong đó thì sẽ có những cái thông báo như thế nào. Và có nghĩa là chúng ta sẽ biết thông tin đó như mà nào ở Việt Nam đó là 1 giờ sáng ngày thứ năm khi mà có thông tin Thuận sẽ chia sẻ ngay với các bạn Thuận đã nói khá nhiều về những cái nhận định của Thuận về Fed rồi Thuận vẫn nghĩ là sẽ 0.75% tăng thêm trong đợt này Nhưng mà điều quan trọng hơn là chúng ta muốn xem coi giọng điệu của Fed sẽ thay đổi hay là không thay đổi Cái mà chúng ta muốn biết đó là trong năm sau Fed vẫn suy nghĩ là cái mức cao nhất của lãi suất vẫn sẽ là 4.5 tới 4.75 hay là họ nghĩ là sẽ còn cao hơn nữa Bây giờ chúng ta thấy được là ngân hàng Goldman Sachs đã kêu gọi là Fed sẽ tăng lên tới là 5% thậm chí hơn con số đó. Chúng ta sẽ chờ đợi xem coi là Fed có giọng điệu như thế nào. Đó là điều quan trọng hơn cả là Fed tăng bao nhiêu phần trăm. Tôi sẽ chia sẻ thêm chi tiết với các bạn. Và điều thứ nhì chúng ta sẽ nói tới đó chính là cây phần trăm thất nghiệp tại Hoa Kỳ. À, vào thứ sáu này xem coi là thất nghiệp mới nhất tính tới tháng 9 là chúng ta thấy được tăng hay là giảm và chúng ta nhìn thấy được là ước tính bây giờ đó là ước tính tăng lên nhưng mà không có nhiều từ 3.5 lên tới 3.6 mà thôi tôi sẽ chia sẻ thêm chi tiết với các bạn khi mà chúng ta có thêm thông tin bây giờ đó không chỉ duyên thuận mà các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào hợp đồng tương lai của CMB đó thì cũng như vậy mà thôi 81% nghĩ là Fed sẽ tăng 0.75 và thần cũng muốn cập nhật với các bạn một số những thông tin liên quan tới uh, Elon và Twitter thì như bạn đã biết là Elon bây giờ đã chính thức tiếp quản Twitter rồi và ngày thứ sáu đó thì có một số những hình ảnh đăng lên nói là Elon Musk đã bắt đầu sa thải nhân viên và đặc biệt đó là hai cái người các bạn nhìn thấy trên hình đó, hai người này à, thì lại được phỏng vấn nhưng mà cuối cùng đó thì à, mọi người đã biết được hai người này đó chỉ là đang troll mà thôi và những cái thông tin đó là không tin không đúng sự thật có nghĩa là hai người này đó là không phải bị sa thải bởi công ty Twitter, thậm chí họ cũng không phải đi viên công ty Twitter luôn các bạn. Thì tại sao chúng ta lại thấy được là có nhiều thông tin này được chia sẻ? Thì nhiều người cho là tại vì việc là Elon Musk tiếp quản Twitter ra nhiều truyền thông không có thích cho nên họ mới bày ra những trò này để mà làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Elon Musk Nhưng mà cuối cùng đó, sự thật như là chúng ta không biết Bây giờ những cái công ty truyền thông họ nói là họ cũng bị gạt luôn à, Nhưng mà sự thật đó là hai người này không phải là nhân viên của Twitter Và Elon Musk không có sa thải hai người này Và không có làm những cái như là hai người này đang đề cập đến đó là điều mà thường muốn đứng trên ở đây với các bạn thường đã chia sẻ những mạng xã hội rồi nhưng mà nói tới um, Elon Musk và Twitter đó chúng ta cũng có một số thông tin cũng rất là thú vị các bạn chúng ta thấy được là công ty làm xe General Motors công ty GM họ nói là họ tạm thời ngưng quảng cáo với lại Twitter mặc dù là các bạn đã nhớ là Elon Musk cũng đã nói là Elon Musk rất là chào đón những công ty mà đang quảng cáo với lại Twitter và Elon Musk cũng muốn tiếp tục khiến cho Twitter trở thành một nền tảng tốt hơn mới đầu đây Elon Musk nói là Elon Musk sẽ không có hạn chế ngôn luận ở trên Twitter nhưng mà sau này Elon Musk nói là hạn chế thì chắc cũng phải có tại vì không hay nào mà để cho những cái ngôn luận mà không tốt đó cứ uh, lan tỏa được những ngôn luận giống như, như là tấn công người khác hay là hâm dọ người khác không hay nào mà để những ngôn luận đó trên Twitter cho nên vẫn phải có cái sự kiểm soát nhưng mà không giống như trước đây ngôn luận nó sẽ tự do hơn thì uh, nhiều người uh, giống như là GM thì họ nói là họ tạm thời ngưng quảng cáo tại vì họ không biết được trên Twitter đã sẽ có những cái ngôn luận như thế nào họ không muốn cái thương hiệu của họ gắn liền với lại những cái ngôn luận không tốt đó nếu như mà Elon Musk quản lý không tốt nhưng mà nhiều người nói là đây là cái cớ mà thôi tại vì đó các bạn thấy được là quảng cáo trên Twitter nhiều người cho là không có hiệu quả đâu các bạn nhưng mà có nhiều công ty vẫn quảng cáo trên Twitter họ có thực sự muốn quảng cáo hay là họ muốn dùng tiền quảng cáo của mình làm cái gì đó đó để có sự ảnh hưởng với Twitter để lèo lái ngôn luận trên Twitter nhiều người cho là như vậy chúng ta không biết được chúng ta chỉ biết được là công ty GM đột ngột họ nói là họ không muốn tiếp tục quảng cáo trên Twitter nữa và họ sẽ xem xét lại coi coi tình hình Twitter như thế nào và đây là công ty mà lên tiếng mà thôi theo tôi biết là cũng có một số công ty cũng muốn ngưng quảng cáo với Twitter thì các bạn nghĩ sao có phải là họ thật sự quan tâm đến những ngôn luận không tốt ảnh hưởng đến thương hiệu của họ hay là họ đã không còn khả năng để mà lèo lái ngôn luận nữa với tiền quảng cáo của mình cho nên họ muốn rút ra khỏi Twitter cũng có thể đó là những gì mình thường muốn chia sẻ với các bạn ở đây và chúng ta cũng có một cái thông tin khác nữa đến từ Sam Bankman Free thì thường cũng mới đi thấy được là Sam Bankman Free đó của FTX cũng là một trong những người mà muốn hỗ trợ Elon Musk đi mà mua lại Twitter và cái số tiền rất là lớn luôn các bạn các bạn đã nhớ là CG của Binance ủng hộ là 500 triệu nhưng mà Sam Bankman Free đó dựa theo bài viết này là muốn ủng hộ lên tới là từ 5 cho đến 15 tỷ đô la con số không hề nhỏ đâu các bạn nhưng mà cuối cùng đó thì Elon Musk nói là không có muốn nhận tiền hỗ trợ đến từ Sam Bankman Free lý do đó Elon Musk tin tưởng là Twitter sẽ không thể nào dựa trên blockchain để mà chạy được tại vì đối với Elon Musk thì blockchain thực sự là không có đủ tốc độ để mà vận hành một cái nền tảng như là Twitter đâu và cho dù là có blockchain đủ tốc độ đi nữa đó, thì blockchain đó cũng sẽ rất là tập trung và Elon Musk nói là không có muốn tốn thời gian để mà cãi với lại bankman Free sau này tại vì blockchain sẽ không phải là cái xu hướng của Twitter thì điều này nghĩa là gì? Điều này đó nghĩa là Elon Musk hoàn toàn không có ý nghĩ là sẽ chuyển đổi Twitter thành một cái nền tảng nằm trên một blockchain nào đó Nhưng mà ngược lại đó thì Elon Musk lại rất có hứng thú với lại tiền điện tử và crypto Các bạn thấy được là cái sự tăng trưởng của Dogecoin là như thế nào rồi Tôi bây giờ đã ngồi lại À, sau có sự tăng trưởng nhưng mà các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào đồng Dogecoin đó bây giờ vẫn đang đứng hạng thứ 8 hiện tại và tuy hôm nay giảm 10% trong dòng mấy ngày qua đã, đã tăng 92% rồi các bạn thì Elon Musk đó, à, là một trong những người mà cũng đã từng nói rất ủng hộ Dogecoin là thứ nhất thế nhì nữa cũng rất ủng hộ crypto và có thể nhiều bạn không biết trước đây đó, Elon Musk là một trong những co-founder của công ty PayPal cách đây hơn 20 năm rồi các bạn thì lúc đó, đó à, công ty PayPal muốn trở thành một cái nền tảng nào đó để mà cạnh tranh với lại ngân hàng một nền tảng tự do để người ta có thể chuyển tiền và ý tưởng đó giống như là crypto bây giờ là một cái nền tảng mà không có chấp nhận sự can thiệp đến từ bên ngoài nhưng mà cuối cùng đó, thì PayPal đã không thành công có thể là lúc đó tư tưởng nó còn quá mới áp lực rất là nhiều cho nên cuối cùng đó, thì Elon Musk cũng đã không tiếp tục với lại PayPal với con đường đó nữa và PayPal đưa bán giống như là bây giờ và PayPal không phải là một cái nền tảng mà thuộc thích đâu các bạn cũng giống như là chúng ta thấy được là Elon Musk đó, nhiều năm sau thì mới bắt đầu có những cái xe điện Tesla nhưng mà trước đó cũng có nhiều công ty có xe điện Tesla nhưng mà lúc đó thì áp lực nó nặng hơn cho nên không phát triển được bây giờ đó hơn 20 năm sau thì Elon Musk tiếp quản Twitter Twitter đó đã là một cái nền tảng mà cho các bạn kết nối NFT đó là một nền tảng cho các bạn có thể tiếp à, sử dụng à, crypto như là Bitcoin và Ethereum và tới đây là một nền tảng mà cho các bạn mua bán NFT thì rất rõ ràng là Twitter đã nghiêng về xu hướng crypto tuy là Elon Musk không có ý định là chuyện Twitter lên trên blockchain nhưng mà Elon Musk lại rất hứng thú đối với lại crypto thì có một số người như là kenan long đã thành lập ra một trong những cái công ty lưu trữ tiền kỹ thuật số đầu tiên đó là custodial bank thì đây là một trong những người mà đã rất lâu có cái lịch sử trong crypto này rồi thì kenan long nhận định elon musk mua lại twitter đó là thật sự là vì crypto tại vì muốn dùng twitter làm nền tảng để mà chuyển crypto cạnh tranh trực tiếp với ngân hàng trực tiếp với những cái dịch vụ như là paypal và đó mới là xu hướng của elon musk rất là chú tâm vào việc là thanh toán và chuyển tiền thông qua twitter có phải hay không chúng ta sẽ biết trong thời gian tới đây mà thôi à, và cũng có thể là như vậy hay là có thể là tại vì uh, elon musk mua lại twitter tại vì rất thích twitter và rất thích cái sự ảnh hưởng mà elon musk có trên twitter các bạn được là có rất nhiều thứ âm mưu về Elon mua Twitter tôi nghĩ là cũng dễ hiểu mà thôi nhưng mà tỷ phú đó mua lại phương tiện truyền thông là một câu chuyện mà rất quen thuộc cho nên có thể Elon Musk mua lại cũng giống như những tỷ phú khác mà thôi họ muốn có sự ảnh hưởng liên quan đến truyền thông các bạn đã nhớ là Jeff Bezos đã mua lại Washington Post Warren Buffett cũng đã mua lại The Buffalo News và gây dựng một đế chế thông tin gọi là Berkshire Hathaway Media Group John Henry mua lại Boston Club Glenn Taylor mua lại Star Tribune Patrick Soon mua lại Los Angeles Times Chúng ta có cho John Vannon mua lại Fortune hay là Lawrence Powell Jobs mua lại The Atlantic Các bạn thấy được là rất nhiều những tỷ phú mua lại nhiều thông tin truyền thông Cho nên chúng ta được Jim Morrison từng nói là ai kiểm soát được thông tin, kiểm soát được quần chúng Thì cũng có thể đơn giản là Elon Musk có tiền và muốn mua lại Twitter Tại vì thấy được tầm ảnh hưởng của Twitter trong giới truyền thông cũng có thể luôn, khả năng nào cũng có thể điều mà chúng ta biết là Elon Musk đã thật sự mua lại Twitter và Twitter có sự gắn bó với lại crypto và thông nghĩ là thời gian tới đây là thời gian cực kỳ sôi động uh, liên quan đến Twitter và crypto và thông cũng muốn chia sẻ thêm thông tin liên quan tới Sam Bankman Free nhưng mà uh, hôm nay đã video cũng khá là dài rồi và hôm nay là cuối tuần tôi cũng dành thời gian với lại gia đình cho nên tôi sẽ kết thúc video này ở đây ngày mai sẽ chia sẻ thêm với các bạn và rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem video ngày hôm nay những mà nào muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận capital có thể bấm vào cái link bên dưới cái video này để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn giao dịch. Trong đó chúng ta có sàn CoW, sàn OKX, Bybit, Binance và một số những dịch vụ khác như mình nhìn thấy trên màn hình. Một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian mà xem video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Chúc các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ. Tạm biệt các bạn. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a